Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với BinGa Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc của TLinh, đó chính là ca khúc Gái Độc Thân. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Bin có video mới thì mọi người sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học nghe thôi. Ok, động tác đầu tiên mọi người sẽ đưa tay ra như thế này và nắm lại. Sau đó mình sẽ hất một chân lên và hạ, kèm theo đó là mở hai đầu gối. Mình sẽ làm lại hai lần, hai cái, 1 và 2, 3 và 4. Sau đó mình sẽ đặt tay qua như thế này và đánh lên một lần, kèm theo đầu gối mình sẽ đóng lại. Và phần thứ hai mình sẽ hất phần chân lên và phần đầu mình sẽ xoay và như thế này. Ok, động tác này hơi khó một chút xíu cho nên mình sẽ đếm lại nha. 1 và 2 và 3, hất. Sau đó mình sẽ ấp hai tay, mình hất phần hông lên và ngược lại, và mình sẽ kéo cái tay của mình. Và hai cái cuối cùng mình sẽ làm ở bên phải nha mọi người. Ok, rồi lại nha. Xoay, hất và hất và hất, hất và hất. Sau đó mọi người sẽ ôm hai tay vô như thế này và phần chân của mình sẽ bước qua bên phải. 1, 2, 3, 4. Và phần hông của mình sẽ đánh về bên trái. Ok, ôm, xoay. Rồi sau đó mình sẽ bước qua phải và hất, bùm. Rồi mình đặt qua độc thân. Ok, sau đó mình sẽ nhảy lên, bùm bùm. Phần chân của mình sẽ móc qua như thế này và phần tay của mình sẽ đẩy xuống hai lần. Và mình sẽ móc ngược lại với bên trái, bên phải. Và phần hông của mình đang nằm ở trên bên phía bên trái. Sau đó mình hạ xuống dưới hai lần, kèm theo cái phần gót chân của mình sẽ bẻ vào trong. Ok, rồi sau đó mình sẽ dậm chân bên trái. 1, 2, 3, 4 và ok, mình đếm lại nha. 2 đi, bùm, sắp và 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6 và 7 và 8 và phần tay của mình sẽ để như thế này. Ok, sau đó mọi người nhảy ra một lần, nắm tay lại và mình đánh hông qua 1, 2, 3 và 4. Rồi mình sẽ rớt xuống phiêu tự do. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép thử với tốc độ chậm nha. Chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Gái Độc Thân của TLinh rồi. Thì Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo lần này nha. Nếu mọi người có yêu cầu hướng dẫn bài hát mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết nha. Đừng quên like và share cho video này giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.